Chào các em, chúng ta tiếp tục với chuyên đề Amin phần bài tập Thì phần lý thuyết thầy đã dạy rất là kỹ rồi đúng không? Chúng ta cùng đi vào các phân dạng bài tập, các phương pháp xử lý của từng dạng Và cái cách tư duy tốt để các em làm bài tập với tốc độ cao Đầu tiên, cái dạng phản ứng là đốt cháy Amin Thì đốt cháy Amin thì mình sẽ phân loại ra các cái Amin mình hay gặp Đầu tiên là Amin đơn chức Amin đơn chức của mình có thức là CNH2N Cộng 3N thì xin lỗi, chỗ này là cộng 3N cộng 3N Tức là 2 n cnh CN22N cộng 1NH2 Đúng không? Thì mình viết gọn là cn 2 n cộng 3N Thế cái này mà đốt cháy với oxy Nó sinh ra cái gì? Sinh ra CO2 Sinh ra H2O Và sinh ra nitơ Và chúng ta sẽ cân bằng Chúng ta có là N CO2 Chúng ta có là 2N cộng 3 chia 2 nước Đúng không? Và chúng ta có là 1 phần 2 nitơ Được chưa Và chúng ta cân bằng oxy nhá. Oxy đây là 2N 2N cộng chỗ này là Chính là N cộng 3 phần 2 đúng không Rút gọn 2N cộng 3 mà Chia 2 thành là N cộng 3 phần 2 N cộng 3 phần 2 cộng với 2N ở đây Sẽ thành là 3N Cộng 3 phần 2 Tất cả chia cho 2 à, Đúng không? Tức là thành là Chỗ này sẽ là 3n cộng thì mình sẽ viết thành uh, chia cho 2 đúng không? Thì thành 3n cộng 3 phần 4 3n trên 2 cộng 3 phần 4 đúng không? đó là cái phản ứng của của tôi sẽ amin đơn chức được chưa rồi tương tự với amin thơm amin thơm chúng ta có công thức là CNH2N 5 N thôi giờ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách lập công thức đã nhá ví dụ như là các bạn nào mà chưa chưa rõ ví dụ như là amin đơn ấy, trường hợp amin đơn chức amin đơn chức thì thầy có cái gì thầy có là CN H2N cộng 1 NH2 no đơn chức Đúng không nào Thì cái này mình rút gọn ra Cho thằng Hero vào đây thành là CN H2N cộng 3 liter Chính vậy mà thầy viết là CN H2N cộng 3 yeah. liter nhé Đối với amin thơm thì sao Amin thơm mình Amin thơm thì nó là cái amin mà có nhân thơm Nó xuất phát từ benzen Benzen các em có công thức là CN H2N 6 Đúng không? h 2N 6 Nhưng mà thay một gốc Amin bằng một gốc Bằng một nguyên tử hero Đúng không? Thì sẽ là H2N 7 NH2 thì sẽ đưa về là CN H2N 7 7 với 2 là 5 liter. Được chưa? Với trường hợp amin 2 chức, amin no 2 chức nhá, no 2 chức thì sẽ là CN H2N. Bình thường no là CN 2 n cộng 2 giống như an can đúng không? Nhưng bỏ đi 2 hero thay bằng 2 nhóm NH2. Nhất trí chưa? Thì sẽ là CN 2 n đúng không? NH2 tức là hai lần. Thì sẽ đưa về CNH2N cộng 4 đúng không? Cộng 4 hero N2. Đó. Thì cái này thì nữa mình mình đã chứng minh công thức là CN2N cộng 4N2. Được chưa? Mình đưa về thằng A, bắt đầu mình tính tiếp thằng amin thơm. Amin thơm CN2N 5N cộng với oxy Cộng oxy thì tất nhiên nó sẽ ra sản phẩm giống nhau thôi đúng không Cộng oxy thì sẽ ra là CO2 Cộng H2O Cộng nitơ Nitơ thì đây là 1 phần 2 nitơ CN thì đây là N Carbon Đây là 2N 5 thì 2N 5 H2O đúng không Chia cho 2 2N 5 chia 2 thì mình viết là N 5 phần 2 đi N chia 5 phần 2 H2O Đúng không? 2N chia 5 chia 2 mà Rồi oxy ở đây mình có này 2N cộng với N chia 5 phần 2 Thì là 3N chia 5 phần 2 Như vậy oxy ở đây chia cho 2 tiếp Thì ở đây sẽ là 3N phần 2 chia 5 phần 4 Đấy chưa? 3N phần 2 chia 5 phần 4 Oxy Đó Thì đây là phản ứng của của thằng amin thơm còn mới với trường hợp tổng tổng quát á, tổng quát thì bởi vì mình chưa biết là nó là một cái thằng amin như thế nào, gốc hiệu con là như thế nào. Được chưa? No hay không no hay là thơm không biết thì mình đặt là sẽ đi. Nitơ mình chưa biết là đơn trước hay đa trước thì mình phải đặt là NZ. cái này cộng với oxy. Thì ra là XCO2 cộng Y phần 2 h o cộng Z trên 2 nitơ. Được chưa? Và chỗ này sẽ là cộng y trên 2 tất cả chuyện đây là 2x 2x oxy cộng với y trên 2 oxy tức là 2x cộng y trên 2 là tất cả chia cho 2 nữa thì sẽ là x cộng y trên 4 oxy nhiệt độ Đó. chúng ta đã xử lý xong các cái phản ứng đốt cháy của những cái amin hay gặp đúng không rồi lưu ý lưu ý như nào đầu tiên là mình hay dùng bảo toàn oxy trong các bài toán này theo bảo toàn oxy thì ta có lượng oxy trước phản ứng và lượng oxy sau phản ứng là lượng oxy trước phản ứng nó chỉ xuất hiện ở khí O2 thôi đó tức là cái N oxy ở đây có hai oxy đúng không thì cái N nguyên tử của o oxy ấy trước phản ứng sẽ bằng hai lần N của O2 được chưa bằng N oxy sau phản ứng N oxy sau phản ứng có trong CO2 và nước thì trong này nó có hai oxy nên là sẽ bằng hai lần N của CO2 trong này có một oxy thì cộng với một N của nước thôi nên đóng khung cái công thức này vào cho thầy một công thức được chưa thứ hai những cái dạng bài toán đốt cháy Ờ uh, I amin mean ngoài like không khí ấy thì nhớ không khí của mình có 20% oxy 80% nitơ. Tất nhiên là mình giả định thôi, bởi vì thực ra chính xác nó chỉ là có 79% nitơ còn 1% là các khí như là CO2 hoặc các khí hiếm. Nhưng mà trong bài toán người ta thường để tỷ lệ là 20 và 80 làm tròn ấy, đúng không? Thì cái không khí nó có hai thành phần này. Nên thành ra nếu mà cái lượng nitơ bài toán nó cho lượng nitơ thu được sau phản ứng ấy. Nitơ sau phản ứng nhá, cái này so phản ứng tổng cái lượng nitơ thu được ấy sẽ bằng nitơ sinh ra từ phản ứng này từ những cái phản ứng kiểu như này cộng với lượng nitơ từ không khí về bản chất nó đốt trong không khí thì không khí nó nó thì cái amin nó phản ứng với oxy nó vẫn còn dư nitơ nên cái nitơ trong không khí nó sẽ tồn tại sau phản ứng nên là chú ý cái bài toán kiểu này đó muốn tính cái lượng nitơ sau phản ứng này thì mình lấy cái lượng nitơ tổng trừ đi lượng nitơ trong không khí đi được chưa rồi đối với amin no đơn chức thì mình có một cái mối quan hệ giữa đây cái bài này này cái dạng này hay gặp này giữa CO2 số mol CO à, nước chỉ số mol CO2 Thế các em nhìn thấy số mol nước chỉ số mol CO2 cái này thực ra thầy phải viết thành dạng là n cộng 3 phần 2 rút gọn ra thì đúng không thì số mol nước chỉ số mol CO2 thì n trừ n hết còn 3 3 phần 2 đúng không thì 3 phần 2 phải là gấp thằng này 1,5 lần không thì chính bằng 1,5 số mol của amin đó hoặc là bằng 1,5 số mol của nitơ số mol của nitơ trong amin thì chính là số mol của của amin mà đúng không tức là N của nitơ bằng N của CN H2N cộng 3N. Bởi vì trong này nó có một nguyên tử, một nguyên tử nitơ. Được chưa? Rồi, chúng ta sang cái trường hợp mà đốt amin no hai chức thì mình vừa làm công thức rồi. Cái này cộng O2 CN CO2 cộng 2N cộng 4 chia cho 2 hình là N cộng 2 H2O cộng được chưa Đúng rồi đúng không cộng Cân bằng niter rồi Vậy oxy ở đây sẽ có này 2N cộng với N cộng 2 là 3N cộng 2 Đúng không như vậy Cân bằng oxy sẽ là 3N cộng 2 chia 2 Nhiệt độ Như vậy mình sẽ quan sát tỷ lệ CO2 và nước ở Trường hợp này N của H2O Trừ NCO2 Bằng cái gì Cái này trừ cái này bằng 2 thì chính là hai lần n của amin bằng hai lần n của nitơ luôn được chưa tức là amin trong trường hợp này là amin no đơn chức đó đây là các cái mối quan hệ mình đã xác định được để mình đi vào các cái bài toán cụ thể nhé rồi chúng ta bắt đầu với ví dụ một ví dụ một người ta cho đốt cháy hoàn toàn a mà nó hợp x gồm hai amin no đơn chức liên tiếp nhau thu được 5,6 lít CO2 và 7,2 gam nước giá trị của A là bao nhiêu và người ta hỏi công thức của hai amin đó là gì được chưa rồi thì cái dạng này thì thực sự là nó cũng không có gì là khó cả amin no đơn chức liên tiếp nhau đúng không no đơn chức như vậy công thức tổng quát là cn 2 n cộng một cộng ba n cn h 2 n cộng ba nhưng mà đây nó là liên tiếp nhau nên mình dùng công thức trung bình cái dạng này là dùng công thức trung bình bởi vì nó liên tiếp nhau đúng không cho hai cái amin này và mình đốt cái này ra thì mình sẽ thu được CO2 và nước nhưng mình viết sơ đồ thôi Mình không cần liên quan đến oxy và nitơ Mình sẽ thu được đây là N trung bình CO2 Cộng 2N trung bình Cộng 3H2O Chia, chia cho 2 H2O Được chưa? mình có này N của CO2 Chia cho NH2O Theo phương trình Phương trình nhá Bằng N trung bình Chia cho cái này chia cho 3 2 n trung bình cộng 3 chia 2 tức là mình sẽ nhân 2 lên. Đúng không? Ở dưới là 2 n trung bình cộng 3. Và theo đề bài mình có là 5,6 chia 2,4 là 0,25 đúng không? N CO2 là 0,25. N của nước là 7,2 chia cho 18 là 0,4. Được chưa? 0,4 chia 0,25 bằng là 1,1 1 chia 1,6. Từ đây mình sẽ giải ra nhân chéo 3,2n trung bình bằng 2n trung bình cộng 3 suy ra n trung bình bằng 3 chia cho là 1,2 bằng 2,5. Được chưa? Một cách là với phương trình, cái này là cách viết phương trình Cách thứ hai dùng công thức tính nhanh. Cũng như nhanh ta có N của amin Đây cách 1 Cách 2 Ta có là Không cần viết phương trình nhé Nhớ công thức không Đây là no đơn chức mạch thở Thì ta có là N của H2O Trừ NCO2 Bằng 3 phần 2 N của amin Được chưa? Và h 2 o trừ NCO2 là

số nguyên tử carbon trung bình bằng gì? Bằng số mol CO2 chia cho số mol của amin. Tức là số mol số mol nguyên tử carbon trung bình trong amin thì thực ra nó là số nguyên số N của carbon chia cho N của amin. Đúng không? Mà N của carbon chính là N của CO2 bởi vì nó bằng nhau chia cho N của amin. Và mình sẽ tính ra là nco CO2 là bao nhiêu? N CO2 là 5,6 chia cho 2,4 là 0,25 đúng không? Là 0,25 chia cho 2 À chia 0,1 Đó, mình là 0,1 Bằng 2,5 Được chưa? Mà nó liên tiếp nhau Mình ra hai là chị 2,5 thì một cái là 2 một cái là 3 Như vậy Hỏi A trước đúng không? Ok, hỏi A thì mình tính A đã nhé Mình tính A đã A của mình Là khối lượng của thằng này À là A mon thì xin lỗi là, là số mon của thằng này Như vậy mình tính được n trung bình là 2,5 rồi. Được chưa? Thì số mol của thằng này. Hoặc không 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 cần như vậy, mình có cái nếu mà làm theo cách này đi. Mình nói hai cách trước. Cách này thì có phải là n số mol của amin sẽ bằng số mol của CO2 chia cho cái n trung bình không? Mà n trung bình là 2,5. Mà số mol của CO2 là 0,25. Đúng không? N số mol của thằng amin sẽ là 0,5 chia cho n trung bình, tức là chia cho 2,5 bằng là 0.1. Bằng tính cách tính nhanh này thì mình sẽ ra 0.1 luôn. Như vậy, N21 0 0,1 Thứ nhất là mình đã chọn được đáp án B. Và công thức của hai amin đó, N trung bình của 2 thì mình sẽ có công thức là C2H7N hay chính là C2H5NH2. Và C3H9. Đúng không? 2n cộng 3 đúng rồi, n2 chính là C3H7NH2 là công thức của hai amin. chỗ này thầy chú ý một cái, nhìn này, cái n trung bình bằng 2,5, tức là bằng 2 cộng 3 chia cho 2, tức là bằng trung bình của cái thằng này cộng với thằng này. Nên nếu bạn này hỏi thể tích, ý, mà 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 muốn tính nhanh ý, thì mỗi thằng nó đều là 50% bởi vì thằng, này là nó trung trung bình cộng của hai thằng này nên thành ra là hai thằng này nó sẽ có số mol bằng nhau hay gọi thể tích bằng nhau nếu đầu bài hỏi là phần trăm thể tích của hai amin thì nhớ ngay công thức là nó là trung bình cộng thì nó sẽ là mỗi cái là 50% phần trăm nhá sau bài toán này người ta sang bài toán thứ hai người ta cho là đốt cháy hoàn toàn v lít amin x bằng lượng oxy vừa đủ tạo thành 8 v lít hỗn hợp khí co 2 nh n 2 và hơi nước tức là hơi nước ở đây cũng tính là khí vì tăng nhiệt độ cao nó là thể hơi các thể tích ở cùng điều kiện, ok. X tác dụng với N2, 2 thì ở điều kiện thường tạo ra khí nitơ. Ta hỏi là X là cái gì? Rồi như vậy là cái X ở đây mình chỉ biết đó là amin. Chưa biết, non không no Chưa biết đơn chức hay đa chức. Chưa biết, đúng không? Rồi, tuy nhiên mình phải thông minh một cái là mình sẽ tận dụng những cái dữ kiện mà nhiều khi chưa ngờ đến. Ví dụ, thứ nhất là phản ứng với hno 2 điều kiện thường tạo ra nitơ như vậy nó phải là amin bậc một đúng không? X là amin bậc 1. Thì X có sẽ có dạng RNH2. Được chưa? Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai là kiểu gì nó sẽ là đơn chức rồi vì bốn đáp án của mình là đơn chức. Nhất trí chưa? Và R nó thay thì mình sẽ loại ngay trường hợp C nó không có dạng này. Và D. Như vậy mình chỉ đưa vào trường hợp A hoặc B thôi. Mà A hoặc B nó đều có ba carbon. Nó khác nhau số hero thôi. À, như vậy mình có thể đặt X có dạng C3 Đó, 3 carbon mà Trừ 2, 2 trường hợp A và B thôi Hero thì chưa biết đúng không? Mình đặt là HX đi HX Và có một nitơ C3 HXN Đặt dạng như vậy Chung cho chỉ xét 2 trường hợp A và B và cái này đốt bằng uh, oxy ra thì thu được các thể tích CO2 nữa, nitơ và hơi nước và mình chỉ cần viết sơ đồ thôi. Mình không liên quan đến cái oxy đúng không? Chỉ liên quan đến cái sản phẩm thôi. Mình thu được 3 CO2 x trên 2 H2O cộng 1 phần 2 nitơ. Thầy có thể tích ở thằng này là V lít. Như vậy CO2 sẽ là 3V. H2O sẽ là x trên 2 nhân V. Và nitơ sẽ là 1 phần 2 V. Được chưa? Và mình có tổng 3 thể tích này bằng 8V. Như vậy ta suy ra. 3V cộng V trên 2 thì thành là bao nhiêu? 3,5V. xv trên 2 tức là 0,5 xv bằng 8v bỏ ba cái v đi ta có là 3,5 cộng 0,5 bằng 8 đúng không như vậy là 3,5 và không tức là 0,5 x sẽ bằng 8 trừ đi 3,5 là bằng 4,5 4,5 như vậy là 0,5 x bằng 4,5 như vậy x bằng 4,5 chia cho 0,5 x bằng 9 được chưa Như vậy ở đây sẽ là C3H9N C3H9N là trường hợp nào? Trường hợp này đúng không? Đó, chọn ngay trường hợp A C3H9N tức là nó có dạng là CNHN cộng 3 Tức là nó là no Đấy, chúng ta sẽ chọn ngay trường hợp A Rất là nhanh để giải Thì bài này thầy nhấn mạnh được một cái phương pháp là phương pháp suy luận ngược Các em hoàn toàn các em suy luận từ từ dưới lên trên Và hãy sử dụng cái nguồn dữ liệu từ đáp án rất quan trọng trong những bài toán mình làm cho tốc độ nó nó mình nhận diện cái cách giải nhận diện cái chất người ta hỏi rất là nhanh so với mình đi mò từ trên xuống dưới nhé chúng ta sang ví dụ thứ ba ví dụ thứ ba người ta cho đốt cháy hoàn toàn amin x thu được 4,18 lít CO2 và 6,3 gam nước tính thể tích không khí tối thiểu để đốt x rồi ok x chưa biết là cái gì chưa biết là no không no hay là thơm gì đó không biết đúng không nhưng nó chỉ cho CO2 và nước thôi và người ta chỉ hỏi cái thể tích không khí thôi mà muốn tính thể tích không khí thì phải tính thể tích oxy bởi vì là trong không khí là oxy chiếm 20% tính thể tích oxy xong thì tính ngay thể tích không khí được thì tóm lại là mình phải tính thể tích oxy, oxy tức là tính số mol oxy đúng không? Mình viết phương trình có nên viết phương trình không? Biết cái gì đâu mà viết lại viết tổng quát nó hóa nó khá là khó nhưng mà mình hãy nhớ là có một cái định luật là thầy đã nói rồi phương pháp bảo toàn nguyên tố oxy bảo toàn nguyên tố oxy đúng không thì ta có cái gì ta có cái gì viết lại cái này cho dễ hiểu nhá n của oxy trước phản ứng n oxy trước phản ứng tức là n của oxy trong o2 ấy bằng n oxy sau phản ứng bằng n oxy trong co2 cộng n oxy trong h2o tức là n oxy trong o2 tức là 2n của o2 2n của o2 bằng 2n của co2

cộng 0,35 bằng 0,75 mol V của O2 bằng 0,75 nhân 22,4 16,8 lít thể tích của oxy bằng 20% thể tích của không khí thế thì V của không khí bằng cái đấy không người ta không cho đâu nhá phải học thuộc đấy đây không khí bằng V của O2 nhân 100 phần trăm chia cho 20 phần trăm bằng 18,6 nhân 100 phần trăm cho 20 phần trăm 84 lít à, Ok thầy xin lỗi 18,6 16,8 nhân 100 trăm à thầy xin lỗi chỗ này là là số mol của oxy hai số mặt của oxy bằng gần này thì số mặt của oxy bằng 0.75 chia cho hai đúng không? vậy thầy chưa chia cho hai vì đây đây là đây là hai n oxy đúng không? Như vậy thầy chỉ chia cho hai đây nữa thôi, chia cho hai đây nữa thôi đúng không? Và mình sẽ thu được kết quả là 84 chia cho 2 là 42 lít, 42 lít như vậy mình sẽ chọn đáp án D. Đó chia hai đây giúp thầy đúng không? Đây là đây là hai oxy mà. Ok đó thì là là đây thì bỏ cái này đi không 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 có số 2 đây. Đây là 16,8 chia cho 2. 0,75 x 2,4 chia 2 mà. Cái đây là 8,4 đây. Chỗ này là 84 nhân với 100 chia cho 20 phần và 42 lít được chưa đấy thì đấy là cái cách giải của bài này dùng bảo tàn oxy không cần phải viết phương trình đúng không bảo tàng nguyên tố là một cái phương pháp giải khá là hay rất là nhanh và nó gọn nhé các em biết nào vận dụng quen để cái, dùng bảo toàn trong cái trường hợp những phản ứng những cái dạng bài mà mình mình không cần viết phương trình. Rồi ở bài 4 này, bài 4 ví dụ thứ tư thì người ta cho đốt cháy hoàn toàn một cái amin thơm bậc 1 à bậc nhất, bậc nhất tức là bậc 1 đấy. X thu được 1,568 lít CO2, 1,232 lít hơi nước và 0,336 lít khí trơ. Ở đường cái điều kiện tiêu chuẩn, biết trung hòa hết 0,05 mol X cần 200 ml dung dịch HCl 0 ,0, 0, 0,75 M hỏi X là cái gì? Bài này phân tích này. Thứ nhất nó cho đốt kén amin thơm ra, nó cho CO2 cho nước và cho khí trơ. Khí trơ là gì? Nhiều bạn hay nhầm khí trơ là khí hiếm nhá. Ở đây khí trơ chính là khí nitơ. Bởi vì sao nitơ bản bản thân nó là cũng là khí trơ. Trơ tức là nó 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 kém phản ứng ấy. Người ta gọi nó là trơ là nó không tính chất học nó nó kém. Thằng nitơ thực ra độ âm điện nó không phải là thấp đâu. Nhưng mà thằng nitơ ấy là trong cấu trúc của nó là hai nguyên tử nitơ nó liên kết 3 với nhau <laughs> Thành ra muốn nó phản ứng được nó phải phá với liên kết 3 Nên nó chơ, tức là nó kém hoạt động ở mặt hóa học Người ta gọi là khí chơ Khí chơ đây chính là khí nitơ Nên nhiều khi đọc cái bài mà không biết nó là nitơ thì hơi bị bị tiếc đấy Bởi vì tôi sẽ không làm được Thì thầy chỉ cần biết là amin X sẽ có dạng là C -H -O Z Nó còn 3 nguyên tố này Và thầy có là X Y cho Z Bằng N carbon chia cho N của hero chưa cho n của nitơ bài này mình hoàn toàn làm cái này được vì nó cho cụ thể ba chất là co2 nước và nitơ rồi n carbon thì mình sẽ bằng n co2 đúng không mình tính số mol co2 ra nhé 1,568 chia 2 4 cái này là 0,07 mol số mol nước này 1,232 chia 2 4 là 0,055 mol và số mol của khí nitơ là 0 336 chia 22,4 bằng 0,015 mol. 0,015. Rồi, như vậy mình đưa vào tính NC, NH, nitơ như thế nào? NC thì bằng N của CO2. Bởi vì trong CO2 này có một carbon. Như vậy cái này sẽ là bằng lần co 2 là 0,07. N của hero sẽ bằng 2 lần N của nước. Bởi vì trong hơi nước này chính là H2O đúng không? Trong nước nó có hai hero đúng không? Như vậy N của hero ở đây sẽ bằng là 0,055 x 2 Bằng 0,11 Và Số mong của nitơ Số mong nitơ Đây là N2 Thì N của thằng nitơ không này này Sẽ bằng hai lần N của N2 Vì trong N2 nó có hai nitơ Như vậy chia ra sẽ là 0,0 À nhân ra 0 15 x 2 là 0.03 đó, và mình rút gọn nó sẽ là 7 11 3. Tức là 7 chia cho 11 chia cho 3. Đó mình sẽ ra công thức đơn giản. Đơn giản của x sẽ là C 7 H 11 N 3. Tất cả nào là đúng không? Bởi vì cái tỷ lệ thì tỷ lệ đơn giản thôi. Có thể nó nó không phải là 7 11 3 nó thể là 14 2 6 hay sao? Hoặc là 21 3 9 hay sao? Nó tỷ lệ thôi đúng không? Bây giờ mình phải đi tìm. Tìm mình có một dữ kiện nữa. Mình có là x cộng HCL. Thì số mol của x là 0.05. Số mol của HCL bằng 0.2 x 0.75 là chỗ này là 0.15. Đúng không? 0,12 nhân 0,75. Như vậy cái này là 0.15 Như này, số mol HCl gấp mấy lần số mol của X? 0.15 chia 0,05 bằng 3. Tính tỏ đây sẽ là 3HCl. Ồ, oh, ra cái gì? 3Cl mà X là amin, như vậy là X nó phải có 3 nitơ, đúng không? Nó phải có 3 nitơ. Tức là nó là bậc nhất luôn. Đây người ta cho bậc nhất. Như vậy X sẽ có 3 nhóm NH2. tất cả ba lần. X sẽ có cái này. Nhưng mình không có quan trọng, mình chỉ biết là nó có 3 lít, bởi vì mình ở đây có 3 số lítơ là 3n. Mình sẽ ra n bằng 1. Từ cái điều này mình cho n bằng 1. Và x của mình là C7 H11 N3. Đó. C7H11N3 thì mình chọn đáp án nào? Đây, đáp án D. C7 H11 N3. Đúng chưa?